xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 23 tháng 4 năm 2023 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. Một tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc, vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi, Thời điểm này thích hợp cho con giáp này theo đuổi con đường công danh sự nghiệp, tạo nên thành tích tiến tâm trong tập thể hoặc xã hội. Tình cảm Vận trình tình cảm có chút rất rối, các cặp đôi có thể xảy ra tranh cãi do bất đồng quan điểm và thói quen trong cuộc sống thường ngày. Đừng vội chê trách đối phương nặng lời, ngay khi cả bản thân bạn cũng có những khuyết điểm. Tài chính, Vận trình tài lộc hanh thông, người tuổi tỷ sẽ thu được lợi nhuận tương đối từ các khoản đầu tư của mình. Cẩn trọng, không nên tùy tiện làm theo ý mình. Tuổi giáp tỷ vẫn phải nhiều rắc rối trong sự nghiệp. Tuổi bính tỷ trở nên từ bỏ khi vấp phải khó khăn. Tuổi mậu tỷ không nên làm việc theo cảm hứng nhất thời, không tuân theo quy định của tập thể. Tuổi canh tỷ chia sẻ với nửa kia những khó khăn trong cuộc sống. Tuổi nhâm tỷ mối quan hệ vợ chồng hay hoa yên ấm. Con số may mắn số 7, số 9, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi hợi. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi Sửu, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay gặp chút trắc trở, có những thử thách trong công việc khiến bạn dễ nản lòng và từ bỏ. Còn giáp này đừng vội buông tay dễ dàng, hay cố gắng kiên trì theo đuổi đến cùng mục tiêu của mình chắc chắn bạn sẽ gặt hái được thành công. Tình cảm, vận trình tình cảm hòa hợp, bên cạnh bạn luôn có người quan tâm, sẵn sàng lắng nghe mọi tâm sự khó khăn trong cuộc sống. Điều này khiến cho những người tuổi sủ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn rất nhiều. Tài chính, vận trình ta lộc không xuân sẻ. Tử vi ngày hôm nay cho biết bạn có thể dễ bị lừa một khoản tiền, vì vậy nên cẩn trọng suy xét đừng dễ tin người cẩn trọng nên học cách cần chỉnh thời gian sao cho phù hợp. Tuổi ất sửu còn phụ thuộc vào người khác quá nhiều. Tuổi tinh sửu đừng vội hài lòng với thực tài hãy tiếp tục cố gắng. Tuổi kỷ sửu đều cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao. Tuổi tân sửu tình cảm vợ chồng không hòa hợp. Tuổi quỷ sửu không nên giữ mọi chuyện trong lòng, hãy tâm sự với nửa kia. Con số may mắn số 10, số 48 màu sắc may mắn màu cam quý nhân phù trợ tuổi tý ba tử vi hàng ngày của tuổi dần công việc vận trình công việc của người tuổi dần trong ngày hôm nay có thể đưa ra nhiều sáng kiến hay giúp cho công việc có thêm vận hành xuân sẻ hơn do vậy mà còn giáp này được nhiều lời khen từ cấp trên bạn hãy tiếp tục phát huy khả năng của mình nhé tình cảm vận trình tình cảm của người độc thân đáng chú ý và quan tâm. Bạn đang chú tâm vào công việc, lấy công việc hàng ngày làm niềm vui. Bên cạnh đó, những cặp đôi cũng ngọt ngào, lãng mạn yêu thương nhau rất nhiều. Tài chính do bạn kiếm tiền giỏi và chi tiêu cũng có kế hoạch nên vận trình tài lộc không có nhiều biến động. Cẩn trọng so sánh bản thân với người khác là sẽ khập khiển Tuổi Giáp Dần phát tài nhanh chóng nhờ vào vận may tội bệnh dân không nên dựa dẫm vào trò mai rủi Tuổi màu dân nhận được khoản tiền công tương xứng với công việc Tuổi canh dân có tinh thần tích cực khi bắt tay vào mọi thứ Tuổi nhâm dân sắp xếp công việc cụ thể hợp lý con số may mắn số 10 số 59 màu sắc may mắn màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi tỵ 4 tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc Vận trình công việc của người tuổi mão trong ngày hôm nay diễn ra có sự tốt xấu đang xen. Thời điểm này thích hợp để bạn theo đuổi ước mơ mục tiêu của mình. Nhưng trong quá trình đó, bạn cũng đừng nên quá cố chấp, hãy lắng nghe những lời góp ý xung quanh để có thể hoàn thành mọi việc tốt hơn. Tình cảm vì bạn lại ấn tượng, mạnh mẽ, ấm áp cho mọi người nên họ khá quý mến bạn. Biết đâu bạn cũng sẽ tỏ tình vào hôm nay nữa đấy tài chính. Có thể bạn đang đau đầu vì vấn đề tiền bạc, nhưng sẽ ổn thôi, chỉ là do vận may tiền bạc của bạn chưa tới. Nếu như bạn chi tiêu hợp lý hơn, thì cũng tiết kiệm được một khoản cẩn trọng, nhẹ dạ cả tinh nên dễ mất tiền oan. Tuổi ất mạo bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ từ lâu. Tuổi tinh mạo công việc có những bước tiến rõ rệt. Tuổi kỷ mạo Đừng lúc nào cũng trông đợi vào vận may. Tuổi tân mạo có giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi khoa học hơn. Tuổi quỷ mạo chú ý rèn luyện bản thân ngay từ bây giờ. Con số may mắn số 1, số 21, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Mùi. Năm, tiến về ngày của tuổi thân, công việc. Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra hành thông, do bạn là người tốt bụng trước giờ vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người nên lúc bạn gặp khó khăn trong công việc thì họ cũng chủ động ra tài giúp đỡ bạn tình cảm phần trình tình cảm khởi sắc trong ngày hôm nay các cặp đôi càng thêm gắn bỏ khẳng khít tình cảm mặn nồng hơn còn người độc thân nên mở lòng ra thêm chút nữa để có thể tìm thấy một nửa yêu thương cho mình tài chính phần trình tài lộc có biến động do người tuổi thân chi tiêu không có kế hoạch rõ ràng khiến cho các khoản dự trữ cũng xài gần hết. Hãy chi tiêu tiết kiệm hơn để không thâm lạm vào các khoản để dành bạn nhé. Cẩn trọng, đừng xem nhẹ những thay đổi nhỏ trong cơ thể. Tuổi giáp thân, gia đạo lục đục vợ chồng mâu thuẫn. Tuổi bính thân, nên đặt mình vào vị trí của người khác. Tuổi mậu thân, chú ý cách ăn nói, không nên tổn thương người khác tuổi canh thân con đường sự nghiệp có những bước tiến vững vàng tuổi nhâm thân tình hình tài chính có nhiều dấu hiệu khởi sắc con số may mắn số 81, số 13, màu sắc may mắn màu đen quý nhân phù trợ tuổi dân 6. tử vi ngày của tuổi tỵ công việc vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra có bất chắc có thể sẽ có tiểu nhân ngấm ngầm ghen ghét phía sau Lời khuyên dành cho con giáp này là nên chú ý cẩn trọng hơn, tránh rơi vào cái bẫy của kẻ xấu. Tình cảm Phần trình tình cảm kém sắc, giữa các cặp đôi sẽ xuất hiện những chuyện không vui. Các bạn nên tránh xa các mối quan hệ khác giới để tránh tình trạng ghen tuông hiểu lầm không đáng có xảy ra, khiến các bạn đổ vỡ. Tài chính Phần trình ta lộc ổn định Nguồn thu hiện tại của con giáp này có thể làm bạn yên lòng do vậy không cần thiết phải cố gắng quá sức để lao vào kiếm tiền. Cẩn trọng, nhận lời nhận xét của người khác chỉ nên tham khảo. Tuổi, ất tỵ dễ vướng thị phi trộm công sở, cần chuẩn bị sẵn tinh thần. Tuổi, tinh tỵ nửa kia luôn thấu hiểu, ủng hộ mọi quyết định của bạn. Tuổi, kỹ tỵ tập trung cho công việc, trở nên để ý lời bàn tảng ra tản vào. Tuổi, tân tỵ không nên bốc đồng dễ đắc tội tiểu nhân. Tôi quỷ tỳ hãy bỏ ngoài tai lời nói xấu đặc điều không đúng về mình. Con sổ may mắn, số 9, số 14, màu sắc may mắn, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ, công việc. Phương trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra không được thuận lợi. Có nhiều việc cùng lúc đổ dồn vào bạn khiến cảm xúc của bạn không được bình ổn bạn nên hít thở thật sâu, sắp xếp lại tinh thần rồi hãy quay lại làm việc. Tình cảm Hãy chú ý vận trình Tình cảm trong ngày hôm nay Bạn đừng vội bị cảm dỗ bởi những lời ngon mật ngọt. Hãy suy trước tỉnh sau, thận trọng rồi hãy đưa ra quyết định. Tài chính Vận trình ta lọc cho giàu Thiên tài chiếu mệnh giúp cho thu nhập của con giáp này được tăng lên rõ rệt cẩn trọng các mối quan hệ xã giao vô cùng bất ổn vì cả tôi ngất ngưỡng tuổi chấp ngọ nhiệt tình hăng hái trong công việc tuổi vĩnh ngọ kiên trì hơn đừng bỏ cuộc khi vấp phải khó khăn tuổi mậu ngọ nóng vội quá mức nên dễ dẫn tới sai sót tuổi canh ngọ hoàn thành tốt công việc được giao tuổi nhầm ngọ nhân duyên với người khác giới tốt đẹp con sổ may mắn số 22, số 54, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 8. Tử về ngày của tuổi mùi, công việc. Do tác động của thương quan mà ngày hôm nay công việc của những chủ dê có thể xảy ra rủi ro trắc trở, để tránh gây ra những hậu quả không mong muốn, còn giáp này tránh đưa ra những quyết định quan trọng vào hôm nay. Tình cảm Vận trình tình cảm gặp trắc trở. Tình cảm vợ chồng không còn mặn nồng như trước dễ dẫn tới những rạn nứt. Ta chỉnh, vận trình ta lọc tiến triển tốt, thu nhập từ công việc chính hàng ngày ổn định, giúp bạn không cần phải lo lắng vấn đề tiền nông. Cẩn trọng, đừng cử mãi chê trách bản thân thẩm tài. Tuổi, ớt môi, giữ khoảng cách với người khác đừng để kẻ xấu lợi dụng. Tuổi, đinh môi, có trách nhiệm hơn với gia đình, đừng để người thân tổn thương. Tuổi kỷ môi, hãy tự tin khẳng định giá trị bản thân. Tuổi tân môi, nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Tuổi quỷ môi, có cơ hội để khẳng định vị thế. Con số may mắn, số 15, số 78, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi mão. Chính, tử viên ngày của tuổi thân, công việc. Phần trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra khá ổn định. Những nỗ lực thực hiện các kế hoạch một cách nghiêm túc trong thời gian qua giúp bạn đạt được kết quả ngoài mong đợi. Tình cảm Phần trình tình cảm vượt sắc Trong thời gian này dù bạn và đối phương khá bận rộn nhưng vẫn sắp xếp để có thể thời gian bên nhau. Nhờ vậy mà tình cảm vẫn mặn nồng như xưa. Tài chính Phần trình ta lọc tăng nhanh, rõ rệt, dự đoán bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng do công sức mà bạn đã bỏ ra trong thời gian qua. Cẩn trọng, quá sức bi quan vào khả năng của bản thân. Tuổi giáp thân, làm việc vất vả mà không được thành quả như mong đợi. Tuổi bính thân, suy nghĩ theo hướng tích cực hơn trở nên bi quan. Tuổi màu thân, lơi vận động khiến cơ thể mệt mỏi. Tuổi canh thân, thay đổi thói quen xấu của mình. Tuổi nhầm thân, có thức rèn rũa bản thân để tiến bộ. Con số may mắn số 50, số 16, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi sửu 10. Tử về ngày của tuổi giàu Công việc Vận trình công việc của những chú gà trong ngày hôm nay diễn ra khá lý tưởng. Người tuổi này tạo được ấn tượng tốt với cấp trên lẫn đồng nghiệp nhờ vào sự thẳng thẳng nhiệt tình của mình. Xong, hạn chế lớn nhất của con giáp này đang mắc phải đó là chủ quan và phiển diện trong khi đưa ra những hướng giải quyết vấn đề. Tình cảm, vận trên tình cảm hay hoa, ngũ hoàng tương sinh giúp cho tình cảm gia đình giữ được tiếng nói chung, sự đồng điệu trong tâm hồn lẫn cảm xúc. May mắn rằng cả hai luôn có ý thức trong việc vun vẹn tình cảm ngay trong lúc nồng nàn nhất. tài chính vận trên ta lộc phượng vận, cơ hội kiếm tiền tiềm năng đều nằm trong khó khăn nên nếu cần sự tự tự tin và tình ý để tìm ra nó cẩn trọng cần học cách tiếp thu góp ý của người khác để tiến bộ tội ất dầu mong lung mất phương hướng vào tương lai tội tinh dầu luôn bình tĩnh để đưa ra cách giải quyết phù hợp tội kỹ dầu hãy tham khảo ý kiến của mọi người tội tân dậu lạnh nhạt với nửa kia của mình vợ chồng bất hoa. tội quỷ dậu tâm sự với người đáng tin cậy không nên giấu mọi chuyện trong lòng con số may mắn số 19 số 88 màu sắc may mắn màu xám quý nhân phù trợ tuổi thân 11 tử vi ngày của tuổi tuốt công việc phần trình công việc của người tuổi tuốt trong ngày hôm nay diễn ra hành thông còn dấp này nhờ cỏ thi ngẩn che chở mới đạt được những bước tiến nổi bật hơn trong con đường sự nghiệp. Đặc biệt là những người làm công việc liên quan tới giúp đỡ người khác sẽ có nhiều sự tôn trọng hơn. Tình cảm Vận trình tình cảm gặp nhiều may mắn. Các cặp đôi yêu nhau có khoảng thời gian tìm hiểu đủ dài để tính chuyện hôn nhân. Khả năng ăn nổi có duyên và nắm bắt tốt tâm lý của người đối diện đem lại cho người tụ tuốt nhiều lợi thế trong việc tạo ấn tượng trong mắt người khác. Tài chính, vận trình tài lộc vững vàng, bên cạnh năng lực kiếm tiền thì còn giáp này còn gây ấn tượng với khả năng quản lý tài chính thông minh. Cẩn trọng, ngài chia sẻ vì sợ nói sai sẽ làm tổn thương người khác. Tội chép tuốt, vợ chồng mâu thuẫn với nhau. Tội Vĩnh tuốt, tình cảm còn gặp nhiều trong gai thách thức. Tội mậu tuốt, công sức lao động được đền đáp xứng đáng. Tuổi canh tuất có động lực để cố gắng hơn trong tương lai. Tuổi nhâm tuất hãy đặt mình vào vị thế của người khác để tránh những tổn thương không đáng có. Con số may mắn số 11, số 79, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc. Vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Còn giáp này vẫn có được những bước tiến phát triển thuận lợi trong công việc. Chỉ cần người tuổi hại giữ được sự chăm chỉ, hết mình trong từng việc mình làm, tình chắc sẽ nhận được kết quả như mong đợi. Tình cảm Phần trình tình cảm, cảm sát Mối quan hệ tình cảm giữa các cặp đôi đang có nguy cơ rạn nứt khá rõ rệt vì những bất đồng trong lý tưởng sống. Cả hai chẳng ai chịu chủ động, nhìn lại bản thân mà luôn có sự hướng trách móc, cảnh khỏe người kia. Tài chính, Vận trình ta lọc khả sáng bản thân. Chẳng cần phải lo nghĩ nhiều tới vấn đề tiền nông nhờ có nguồn thu nhập ổn định. Cẩn trọng, vội vàng, hấp tấp nên chuyện gì cũng gian dở. Tuổi, ất hại gia đình hòa hợp, vợ chồng tin tưởng nhau. Tuổi, tinh hợi, nhận được sự yêu mến của mọi người. Tuổi, kỷ hợi, chu đáo biết quan tâm tới người khác. Tuổi, tân hợi, nghiêm túc trong công việc có cơ hội thăng tiến trong tương lai. Tuổi quỷ hoài được cấp trên đánh giá cao vì có những cố gắng trong thời gian vừa qua. Con số may mắn số 3, số 29, màu sắc may mắn màu xanh da trời, quý nhân phù trợ tuổi ngọ.